chuẩn bị đi. Không. Em đã chuẩn bị đồ xong hết rồi. Em đem xuống đây toàn là quần cũ áo cũ thôi, thôi lo. Bảo ơi, chuẩn bị. Chuẩn bị. Bắt đầu là bây giờ là hai chị em Lan sẽ đi bắt chăm chép. Bắt Bảo xin đi bắt chăm chép đi nha. Để đi bắt chăm chép ơi. Rồi. Đây. Lan xin chào tất cả quý ông bà, cô chú anh chị và các bạn. Lại quay trở về với kênh Vương Lan Cuộc Sống Trung Quốc của gia đình Lan nha. Hôm nay là Lan đã đi về Cà Mau rồi và đang trải nghiệm cuộc sống ở miền sông nước Cà Mau. Hôm nay thì Lan đi bắt chim chép với ông bà cô chú. Và đây là cũng lần đầu tiên Lan đi bắt con chim chép này. Bây giờ thì mời cả nhà cùng đi với Lan bắt con chim chép. Thử hôm nay Lan bắt được bao nhiêu con chim chép nha. Bây giờ sẽ ra bức hành thôi chị thôi. Chà, kia này chà, chà phải phải được rồi chà. Bên quả, cái trò phí gì á. Dính lấy là cái lâu rồi. Là cái lâu rồi đây bên đây đó. Mấy à? Là cái lâu rồi. Mập quá trời. Nể đầy quá. Sao sửa phải đi? Bắt lại lên kia ha, bắt lên đó. Rồi, xong xong, xong xong qua rửa. Bây giờ thì Bảo Sinh sẽ đi bắt chim chép với Lan nha. Xem là bữa nay Bảo Sinh bắt được bao nhiêu con chim chép với Lan nha. Bây giờ ngồi đếm con tính vào. Đếm con tính nha. Rồi giờ xuống nha. Giờ xuống hả chị? Rồi cho bà anh Bảo Sinh bên đây đi. Bên Bảo Sinh hai người, bên mình mấy người. Mấy tay sườn thông đi. Mấy tay sườn thông rồi mà trai ta xuống đây. Là cái bà ghế mới dọn xuống rồi. Rồi. Em xuống trước anh mới xuống được, anh xuống rồi chị vậy? Rồi xuống rồi, một người, rồi ai nữa? Ủa Bảo Sinh, đi mang vé luôn đó chị. Trời đất kia đi chứ. Trời máy đây, xuống. Ấy giờ cho họ xuống gì vậy? Hả? Kìa kìa, có cái lỗ đó, cái lỗ đó, cái lỗ đó có con đó. Để coi thử là biết bắt con chim chép không? Chim chép là nước chứ sao? Họ xuống gì vậy? Ôi sao mà nó ấy dữ vậy nè. Cái này còn hơn đi sinh tồn nữa. Ôi tôi đạp, giống đạp chim chép cái gì ta? Không phải đâu, nó đâu có ở đây, nó nằm ở trên kia rồi. Tình hình này, lỗi mà đúng hỏi Lan luôn. Nó đi vô sông rồi đó. Nhưng mà nó... Sẽ vô sông rồi đó. Cái gì à? Ốc dừa nó trên kia. Ê, chạy ơi! Ê, hồi nè. Thấy không, thấy không? Thấy rồi, đi vào bà chú đi. Thấy chưa? Ốc dừa nằm trên cây á. Ta xuống đi cái lâu. Ê, cái này cái này. Nhét vào tay con. Chép đâu dưới mé đó em. Chép ở đâu? Chép trên bờ hả? Nằm trên cạn. Đấy à, hồi thế à. Chép như là đụng bên thay vàng mà anh ơi. Chép chép nằm ở đây nè. Trên mé. Ủa cái máy này sao mà lúc nó tới thui là sao vậy? Nước đầy quá không biết đâu, anh nói hai bữa nữa mà không chịu. Thục thịt thịt thịt. Chào Bảo Tung nè. Chào Bảo Tung nè. Hết lỗi rồi. Chào Bảo Tung nè. Vậy sao được chị? Bảo Tung nè, Bảo Tung nè. Xích nhau vào đây, lỗi nè Bảo Tung. Xích nhau vào đây, lỗi cho nó phẻ. Chào Bảo Tung. Xích ra ngoài lỗi. Xích ra ngoài lỗi, lỗi xong nè. Bè bè xong nè cho nó mát. Lỗi luôn, lỗi xong, lỗi xong cái gì đó. Chơi liền hồ hồ kìa. Cái này không có chim chép rồi. Tôi bắt bà khía vuông vuông á, làm kiểu này là được luôn đó. Không thấy nó chạy vô. Đây nè, hang đằng này nè, hang này nè Lan. Đó, hàng bự đó, hàng bự đó. Cái hàng bự này là gì có đó. Thục đã đi. Hàng bự á. Nó vô luôn nè.
hàng gì mới vô? Có cá. Có không? Sầu tay cô la. Đâu? Cặp qua. Trong vuông thì bà kiếm đâu la? Anh lấy cái héo. Chụp luôn, chụp luôn. Mày. Kìa kìa nhấc luôn nhé. Dòm, dòm một con thôi, đừng dòm nhiều con. Kìa đi vô hang đó kìa ha. Đi cái hang trên này nè. Thấy không, thấy vô hang không? Hang nào đây, bố đâu mà thấy. Đó, chích lên, chích lên. Kế. Chích lên. Chích lên tí nữa. Bên đây nè. Ông nhảy xuống đây hả chị? Nó tắt. Cái nước luôn mà không được. Còn nhóc của chân kìa. Nhóc cho người đắng hắt nước như cho nó xuống. Đắng. Trời dài dài bãi ra nhóc rồi. Thôi đấy. Thôi biết gì đâu không? Rồi sao lại rồi. Đi kiếm đi. Hàng mà nằm trong cây nó không bự. Cây khó đào. Nên ta mới bằng bằng cây đào. Ghê vậy? Ê, đây hai heo rồi nè, ba heo. Đuôi con nữa chi? Ê, Lâm ơi, đây nè Lâm. Đi bắt đi. Em đây bắt không hết đây nè. Nè. Đây. Cây. Cây, đây. Nó trồng cây nó khó bắt lắm nè. Người ta mới đào. Dạ. Ê. Đây chỗ này bà ba ha. Em cảm giác hình như là mình dây thục là nó càng vô trong với chị. Em thục nó vô trong á. Ừ bể luôn. Thì làm sao nó bể luôn em? Mình ngủ bi. Thế chị một chỗ ba con mà em không có con nào hết trơn vậy? Em ngủ thế nè, rồi phải chứ sao này, sao cổ tốn nè, xuống. Rồi anh sốt của em kìa chị. Rồi phải chứ, rồi phải chứ. Anh sợ tay em đau kìa chị. Tối nay ghi mình đi. Lấy gì mấy con rồi? Ba con. Không có, bỏ đi đi chú khác. Cứng quá thì bỏ đi. Đấy nè, có chưa? Con này bự lắm. Lấy cái tay nè, lấy cái tay nè, con méo nó rắc ra. Ê da, trời ơi. Rồi nè. Bự lắm đâu ơi. Không tay cũng rất xô. Tay con nữa nè. Chị. Sao? Mới gắn gì. Ê, bắt đi. Giỡn đi. Không có hồi nữa. Thấy chưa? Thấy rồi bỏ đi bên nè. Biết không, dạy em một lần thôi là em biết liền. Đây nữa nè. Để đó cho chị bắt đi. Đi qua bên đây. Đây này nhóc cái chỗ, trời ơi. Bạn ấy, cái chỗ này phải không ta? Đúng rồi, nó nhóc cho nó. Có khi cái hàng nó lại đi, mình đọc cái tay hết. Đây, nè, anh là trời ơi, nè, bảo ơi. Yes, sure. Đã chưa bể luôn ơi. Đây, quay đi. Hào tay cô à. Chụp nhẹ nhẹ, mảnh nó bể. Đây bảo, hey. Đây hai con luôn chị. Hàng nữa xíu, đi thề cái thùng. Để, có, để làm sao.
Rồi xe máy ta mới để ra. Mới bỏ đi, đi lên này nè, nhà này đi, chỗ này bỏ. Dạ đây nè. Qua dùng đá nha, đi thả xuống dưới sông rồi đi. Đá nha. Thả xuống sông nha, thả mình nha, đừng nổi nha. Ây da, qua, hậu tay qua. Hậu tay đi, cơ ngủa lên. Dạ. Nè bảo. Ừ. Qua này sao đi bảo. Chỗ đó con, chỗ đó có thịt cái ngang luôn. Ta con còng ông ơi, bà khía. Con còng. Ok. Con đó đâu ăn được, thôi gần đó. Đúng không? Ừ. Này, bự chưa, bự chưa chưa. Đó, cái này mới chánh gốc là thiên nhiên 100% nè, bắt ngoài sông nè. Rồi lên đi về chị Hai. Chị Hai. Chị Hai ơi là chị Hai. Đây con nó nè trời ơi. Ôi vậy là đây có sò nha. Đây có sò. Bắt đi, đây có sò. Đây nè. Bãi này có sò. Nè. Con sao bự con trước luôn. Ngon lành cành đào rồi. Dẻo dai thiệt chứ. Ngon. Ngon. Ta tại đây ra chưa bao giờ. Khang cho kéo được bố chú Khang cho tao bà ta. Ờ. Cho bà ta hả? Dạ. Bố thiệt là sạch sẽ luôn nha. Ghê chưa? Chứ có niềm mấy giờ chưa cô? Ừ. Hả? Mấy giờ. Chứ ta bị nó cơm mày bây hay hào chứ. Mày xin một bây giờ. Ừ. Cái này hấp hả chị? Luộc ấy, luộc xả ấy. Vậy là mình bỏ ít nước vô ha. Ừ, nó ra nước thôi, nó ra nước. Bây giờ bỏ hết vô đây. Rồi, mình bỏ ít nước vô ha. Đúng rồi. Mà nó biết chuyện mà. Mày đi cái chén rồi thò tay rửa rồi thấy nha. Rồi nè, kêu tao chửi. Ôi chị ơi, được rồi đó. Hả? Được rồi nha. Mà chứ đâu có kêu. Chị à, được rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Được rồi, nhắc thơm quá trời thơm rồi. Ôi giời. Rồi chị ơi, cái này là mình ăn với cái gì đây? Ăn với muốn ăn cái gì? Nhìn muối ớt. Muối ớt chanh nè. Muối ớt chanh. Ok. Mày thay tao không? Đó. Để đây đi ha, bây giờ thì mình phải đi làm muối ớt. Để ớt, kêu làm muối ớt. Để ớt. Mấy trái ớt này nó hồm hồm mà nó cay lắm. Rồi ba trái nha bảo. Rồi, đi. Ha, ba trái ớt đủ không? Ừ, nhiều quá nó cay sáng rồi. Xong rồi em múc cái chén đi. Đi cha đi nha. Cho nó ngủ. Rồi ra đây cùng ăn với vợ chồng em nha. Ừ. Ăn chứ, thành quả mà. Thành quả của bọn mình hôm nay. Lăn lộn bò lết mới được nhiêu. Em gái. Rồi ra, để dọn cái này mắm tôm này ra nữa rồi mẹ ăn cho ngươi. Rồi. Mắm tôm nữa hả? À, hôm nay gì
cuốn bánh tráng cả nhà. À, không biết bộ sinh có ăn không nha, mỗi lần mà Lan cuốn bánh tráng mà có rau là anh ấy không ăn. À, thử thách ăn món gì nữa? Thử thách ăn với lại mắm tôm chua luôn nè. Để coi anh ăn anh nhăn mặt cái cỡ nào nha. Phải để gì gấp cho anh á. Đúng để rồi. Là la làng liền. Để em hồi nữa mẹ gấp thử mẹ ha. Mắm tôm chua ta ngon cỡ này nè mà ăn không được cái tức gì đâu coi nè. Đó. Đó, thấy chưa? Con tôm nó đỏ ao mà nó tươi trong nè. Chị này thử Bảo Sinh thử nha. Ngon ha, nhìn ngon ha. Hấp dẫn. Được, hấp dẫn đi. Ăn với lại bánh tráng. Bánh tráng cuốn hả? Chấm cái này hả chị? Chấm với mắm tôm cũng được. Hoặc là em chấm với nước mắm chua cũng được. Tùy theo. Thử mẹ, thử thách đó mẹ. Mẹ chưa chân, mẹ tội nghiệp rồi đó. Đi xuống đây là Bảo Sinh được cưng lắm nha. Vương Lan là con ghẻ, Bảo Sinh là con ruột. Ở trển là nước mắm không ăn nha. Về đây coi ăn không nha. Mời ông bà cô chú anh chị cùng ăn cơm với nhà Lan nha. Mà ông bà cô chú cùng với nhà Lan ăn cơm. Ăn cơm. Nhưng mà cả nhà ăn gỏi cuốn chem chép thành quả của Như và Lan, anh Bảo Sinh, anh Sang được bao nhiêu đây? Cực khổ nguyên một ngày. Bao nhiêu đó đó. Sẽ tay sẽ. Nhưng mà cả nhà nha. Hai con sầu huyết này nó xấu số lắm. Nó xấu số, nó rớt vô tay Lan mà lúc đầu là Lan nói chị ơi, em hai con sầu huyết này hai vợ chồng em cho nên thôi cho hai chồng em nè. Ăn đi, ăn đi. Ở dưới này ăn hoài. Được cặp. Được cặp thôi. Rồi, ăn đi em. Như cái con này đó. Bảo Sinh ăn đi. Rồi mẹ ăn con này mẹ. Cái con sình chị ạ. Không có sao, cái bao tử của nó đó. Bao tử dạ. Rồi đấy. Lá, nhìn ngang chơi nha. Rồi, chấm đây. Chấm nữa. Đó, ăn vô. Ngọt quá ha. Ngọt. Mấy cái con bự như vậy nè, cái thịt nó ngọt mà nó dai lắm. Chém chép này là đúng chém chép gừng luôn. Đúng rồi Lan. Dạ ăn đi, dạ ăn đi. Ăn đi. Ngon bảo. Sẽ tay ăn hơi nhiều chút rồi. Ăn đi. Gì vậy? Cái gì mà khổ đau như vậy? Dạ. Hả trời. Xám. Xám. Chết rồi. Ổng không? Ê, bút. Ổng không? Hào hào chưa? Nè. Cái gì ăn rồi quyết mà ăn cái kiểu này thì lấy cái gì nữa ăn trời. Trời mấy con chim chép bự ngon xíu mẹ. Đúng rồi, không biết ăn luôn. Thôi vậy ăn đi, vậy ăn đi, bỏ hết rồi nữa hả? Bỏ hết nữa luôn. Thành quả. Mình đưa trên caramel miếng. Ăn thử thành quả. Ngon. Chim chép ngọt quá. Ngon. Ngọt ha. Cái này cơm này bị hào chua rồi. Chưa chưa? Rồi. Đâu lấy như vậy? Nó ngọt ngay luôn á. Ngay luôn cả nhà. Mình đâu có cần ngâm đâu là. Đâu cần ngâm nhiều đâu. Sức không tốn công sức. Nhưng mà ít quá. Ha. Tại mình không chuyên nghiệp đó. Ví dụ như 5-7 hang mình bắt được có 1-2 hang à. Còn mấy hang kia bắt được. Tại thuộc hang số 8 đó chứ phải thuộc chữ O là nhiều nữa. Nè nó mập thuộc luôn nha. Nguyên cái mầm. Chép chép mà. Có rồi. Quá trời tôm luôn, mẹ cuốn nhưng mà cô thấy tôm không, không thấy rau, thấy bún gì trơn trời. Đâu mà Hưng Lan với Bảo Sinh xuống cuốn tôm không luôn. Quá ngon. Bảo Sinh, ăn một cuốn đi. Ăn cuốn à. Mẹ rủ anh chấm thử món tôm mà anh dám chấm không mẹ? Chấm này. đây chấm bên đây. Chấm bên đây. Không là không đưa chỗ khác chứ không được. Ảnh mà không ăn được món nào là từ chối thẳng luôn. Còn món nào ngon là nói ngon. Dễ ăn. Làm như có gao dội vậy mà. Đó, bây giờ tôi nhìn thấy. Cô chứ đâu, à, bộ mấy giờ cho mình chưa ăn. Chắc không ăn gao cái gì, phải không?
Hương Lan không ăn rau thì vô lấy cuốn ấy thôi. Ngon không? Hỏi thật lòng đi Hương Lan, không có nên có một chấm cuốn không cho nó khỏi rau. Chứ để gì tội nghiệp. Nó không ăn rau á. Ngon mà. Rau ngon, đây chấm với nước mắm cho mới ngon. Rồi nghe ngon mà. Đã ngon mà. Cười miếng cưới mà lấy cái mặt gì đuôi đuôi. Ngon mà cái mặt không được tươi luôn. Cười miễn cưỡng quá. Có rau nó mới thơm. Ê, ê, không ăn rau sống. Biết lắm. Rồi ăn đi Bảo Trinh. Ăn đi, ăn đi. Trời ơi, ngon. Ngon rồi, cô nó tịt ra tay quá. Lại gì? Tôi mẹ phải chờ. Lại gì nói gì? Anh nói xong rồi đó, ảnh nhiều quá. Không, không có nhiều quá. Không có nhiều, chẳng còn nhiều lắm. Ăn đi. Mình rồi. Có nhiều mà nó nhiều mà. Ở đây còn nhiều hơn mà của Bảo Trinh nữa. Cái hình tua nè. Này bố nó chưa cơ, này chưa chưa cơ. Thì hàng này cho thơ bị rồi, này khác. Này cho bị bị rồi, tôi học xuyên. Tôi sẽ xa rồi, này khác. Tôi quá hồi đấy. Ăn được cái mắm chua mà. Có cái gạo ăn được hả? Lại không tập á. Từ từ cũng được. Có chịu ăn đồ tập gì? Đúng hả? Có chịu ăn đồ tập. Ăn thử đi. Đó, bữa nước mắm vô là dữ lắm rồi đó. Ở chơi không ăn nước mắm luôn á. Vậy hả? Rồi ăn nước tương hả? Ở chơi ăn nước tương thôi. Ngon không ngon không ngon. Cái này mà phải ăn với nước mắm chua nó mới ngon. Rồi ăn đồ kìa chị ơi. Ê, nhưng mà cả nhà ăn với lại mắm tôm chua. Mắm tôm chua nhà như Nguyễn Cà Mau. Ngon. Cái này nó tẹp, dung kẹp với con tôm nữa. Nó mới ngon. Miếng tỏi. Cái con tôm này á, tuy nó nhỏ mà nó có vỏ nha. Nó rất là ngọt luôn nha chị. Nó ngọt cực kỳ luôn. Con tôm đắt lắm. Tôm ở trong này luôn nè cả nhà. Tôm ở đây luôn. Nhìn thấy Trung Quốc vì sao mà không ăn được sinh tay mà? Trung Quốc đều ăn không được sinh tay, ăn không được tay sinh tử, dễ tử tay. Vì sao? Đều ăn sủi, vì có lạnh nè. Vì có mưa rồi, làm sao ăn được? Không phải là lạnh. Quảng Đông. Từ nhỏ đến lớn, Quảng Quảng Xí ăn được. 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 Người ta không ăn rau sống đâu, do là trời lạnh á, ăn đau bụng. Thành ra quen luôn. Đã quen rồi. À, bữa nay nó lý do rồi ha, chứ không phải là do ấy ha. Thì ra thì tao chưa biết nha, tao cổ thì tao chưa biết nha, không ăn là quen từ nhỏ luôn. À, anh, thì mà ở bên đó mà mùa đông á, ăn rau sống á chị, bỏ vô miệng trong nhai chút xíu là lạnh luôn cái miệng. Thôi dạ. Ăn đại đi, đại đi, đi, ăn hết rồi hả? Ăn hết để đó mà à. Có sao đâu. Vậy chấm thử nha. Cũng đâu có gì đâu. Đây, chấm thử cái này thử coi ăn như thế nào nha. Lần đầu tiên ăn vậy luôn. Hai vô sâu này nha. Chả thấy mình tôm mình. Cắt tôm kẹp vô. Ra ngoài có người chơi mà đây vậy. Quá ngọt. Ngon. Cái mắm tôm á, nó có hậu chua chua mặn mặn ngọt ngọt sẵn, em múc ra măng thôi, không khỏi ra. Cái này là phải phải làm nước mắm luôn. Chỉ là cuốn xong bắt đầu là đem ra là bắt đầu bỏ nó vô. Cái thịt ba gọi kẹp luôn, khỏi mắc bằng cái gì, khỏi mắc làm gì luôn. Được rồi, cái món này mình là mình đang bận công chuyện là mình khỏi có làm đây. Cái gì. Bỏ thêm con tôm vô đây hả? Bỏ cái tôm vô. Thử nha. Đây là thử lớn luôn. Ngon gì? Ngon. Hết tô hả? Nhanh vậy? Ba ba. Ăn đúng rồi. Ngon. Ngon. Tiếng ngon nghe kìa, ngõ đi hả? Dạ. Biết, mẹ nói anh hiểu nhưng mà anh không có nói được nhiều. Trời còn tiếc mấy con chém chép. Chém à? Ăn rồi còn tiếc mấy con chém chép. Phải ăn hết mấy con chém chép mới được. Hôm nay cả nhà mình cùng trải nghiệm thuật chém chép với nhà Lan nè. Với lại đi bắt cá bóng sao nhưng không có con cá nào. Được dì mẹ của chị Như đã cho nguyên một cái món gỏi cuốn nè. Với lại là ăn con chém chép ở quê Cà Mau. Ông bà cô chú anh chị á, có muốn trải nghiệm thì cũng có thể về Cà Mau để trải nghiệm món này.
rất là ngon nha cả nhà. Và Bảo Sinh á rất là thích ăn cái con chém chép này luôn. Video của Lan đến đây thì xin được phép được tạm dừng rồi. Lan cảm ơn ông bà cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi video. Hẹn cả nhà gặp lại ở những lần quay video tiếp theo nè. Lan cảm ơn ông bà cô chú anh chị rất là nhiều nha.